Xin chào toàn thể anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay có một cái lễ hội đặc biệt ở trên mình thì mình cũng có đưa một chú chim vào đến đây. Ở cái khu vực này tí nữa mình nói qua, tí nữa mình xuống đến thì mình sẽ nói qua cái vấn đề đấy. Còn hiện tại thì mình biết là cùng hai anh em nữa mang con chim này vào cái khu vực phía gọi là giáp biên Trung Quốc để gọi là có một cái trải nghiệm mới anh em ạ. Cùng theo chân mình nhá. Đang đi di chuyển xe điện. Anh em đang di chuyển vào đây nhá. Đấy. Đây là thác Bản Dốc mọi người ạ. Đó. Anh em hôm nay có một cái video gọi là đi tham quan thác và cho chim của Việt Nam đấu với chim thác Bản Dốc nó như thế nào nhá. À không, chim Trung Quốc anh em ạ, không phải là chim thác Bản Dốc nữa. Đó. Đây, quay cho anh em ít không khí lễ hội nhá. Đó. Phía xa xa ở kia kìa là cái thác Bản Dốc, cái thác nước là lớn thứ tư trên thịnh trên thế giới nhá anh em nhá. Đó. Tí nữa mình di chuyển vào đấy mình sẽ quay rõ cho anh em được xem. Đó. Đấy. Đây là những tranh khá là đẹp. Đấy, anh em đang tiến dần vào nhá. Mọi người thấy chưa? Đó, đây này anh em nhá, vào gần vào đây. Thằng em khổ thân, thằng em mình xách từ chim từ phía ngoài trên kia đi bộ xuống phía dưới này. Đây là toàn quang cảnh của thác Bản Dốc anh em ạ. Đó. Đây là cái thác chính bên này nhá, và thác phụ ở bên phía đầu bên này. Cái thác phụ bên này là bên của Việt Nam, còn thác nước bên kia thì thác của Trung Quốc, phân chia một nửa của Trung Quốc và một nửa của Việt Nam. Đây này, đây có cái giá đi bè này. Đấy, cho anh em thấy được toàn cảnh. Ở bên kia là bên Trung Quốc rồi. Ơi, đi qua bên kia đi. Đấy, con chim của mình hot ác luôn ấy. Hot khá là ác. Anh em di chuyển vào gần nhá để quay tận cảnh cho cả nhà xem. Ở bên Trung Quốc ấy thì họ cấm săn bắt cũng như là cấm bẫy, nên là cái số lượng chim có khá nhiều. Tí nữa mình qua bên đầu bên kia để mình mở ra thử xem cái con chim nó hot, xem Trung Quốc, chim Trung Quốc có bay về không. Như hôm nay thì cái số lượng người đi khá là đông, nên là thành ra là nhiều khi con chim nó không dám bay về. Đó anh em ạ. Mấy anh em mình đang ở là di chuyển sang phía bên kia kia để xem là mở chim ra để cho nó hót thử nhá. Em đi qua cầu bên này này. Đấy, anh em thấy thác chưa, thác nước cực kỳ đẹp luôn. Đó, mình quay chậm cho anh em cùng được xem nhá. Ở đây thì cũng khá ồn ý, nên là cái tiếng thác nước nó chảy thì gần như là có thể có khả năng là không nghe thấy tiếng mình nói đâu. Đó. Vừa mới vén ra anh em ạ. Bên phía bên kia là Trung Quốc rồi nhá. Đó. Khả năng hôm nay chim không dám về rồi. Bình thường ấy, mình xuống khu vực này chơi ấy thì cũng có khá nhiều chim bay về. Nhưng mà khả năng bây giờ là không có rồi. Đó. Đang tính là lên một chuyến thuyền xem nào. Cho chim lần đầu được xuất ngoại. Đây là một cái trải nghiệm khá là tuyệt vời nhá anh em nhá. Ở đây ồn quá, đông người quá nên là con chim cũng không dám hót luôn. Đây này, mình quay cho anh em luôn này. Khá là đông người luôn. Hôm nay mình đã cố gắng là đi thật sớm để rồi thực hiện một cái video này, nhưng mà gần như là nó không thành công. Đây, đây là con chim mình nhá. Đó. Thấy chưa? Đấy. Con chim khá là gấu, nhưng mà thực ra thì hôm nay ngoài cái sự tưởng tượng của mình, mà mình sẽ quay trở lại cái thác Bản Dốc này vào một cái video gần nhất cùng với một người anh hoặc là với cái những người bạn. Thật sự là thế anh em ạ. Đây mình kè cho nó đấu thử thôi. Bờ cho nó đấu với điện thoại đấy. Đấu chưa anh em?
Thằng em mình bảo có đặc sản. Đấy, đặc sản dành cho chim nhá. Đó. Đây là quả phèn trắng, hay gọi là cơm nguội anh em ạ. Ờ, anh em mình đang tiếp cận với cái khu vực của chân thác. Chân thác to rồi nhá mọi người nhá. Bên kia là bên Trung Quốc. Lúc nay anh em bảo là đi đi thuyền vào kia nhưng mà hơi nước ướt quá. Nó ảnh hưởng đến thứ nhất là đến cái vấn đề về con chim này. Thứ hai nữa ảnh hưởng đến người. Nên là thành ra là anh em mình quyết định không đi cái thuyền đấy nữa. Đó. Anh em di chuyển vào đây thì để mở con chim lên để cho nó hót thử xem. Kiên này, Kiên mở con chim đứng ngoài kia xem nào. Đây, cho nó ăn nốt đi. Bây giờ phải kè cái gì ấy, nó mới hót. Bây giờ nó sợ thác à? Cẩn thận mà. Ôi, được rồi. Nó không hót đâu, mày phải đứng lên. Cầm lên nào, giơ lên. Sợ rồi anh em ạ. Sợ rồi. Cái này sợ, sợ Trung Quốc rồi. Không phải đâu anh em ạ. Bởi vì khả năng mình nghĩ là cái lần đầu tiên con chim ra cái môi trường nó gọi là gì nhỉ, ồn ào này. Đó, cũng như là cái môi trường nó làm ảnh hưởng đến con chim. Nên là thành ra nó không ấy nữa. Chắc treo ở gốc cây nào đi kia ạ. Gốc trên kia hoặc là đặt ở trên bục trên đi kìa. Cái trên này là cái cột mốc biên giới nhá mọi người nhá. Đó. Cái này đặt lên thềm trên kia ấy. Đấy, chắc chắn là anh em mình phải cho nó gọi là hót. Đây, đặt trên bục này phát đi. Cho nó cất tiếng hót ra xem nào. Đấy. Hót không? Nó đỡ sợ hơn rồi đấy. Lúc nãy ở cái khu vực ngoài kia ấy, mình quay con chim nó còn dám hót nhá. À, ra đến đây thì khả năng là đông người quá, con chim nó không dám hót rồi. Đấy, thích ăn lắm. Nuốt chửng luôn. Đấy, thấy chưa anh em? Món đặc sản luôn anh em ạ. Mình vừa đóng kéo lồng con chim vào rồi anh em ạ. Khả năng ở đây cái khu vực ở đây ấy, cái nước này anh em nhìn thấy không, nước bắn hết vào người này, cái nước hơi nước thác ra ấy, bắn hết vào người này. Thứ hai nữa là cái ồn quá, con chim nó không dám hót. Thì chắc mình di chuyển thôi anh em ạ. Thì cay toàn bộ cái cảnh thác cho anh em xem nhá. Bên phía bên kia là bên này, bên thác vụ bên này thì là bên của Việt Nam. Thì chắc hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo thôi. Bye bye mọi người.